ngày 22 tháng 1 năm 2022, 3 sản phẩm gồm 2 chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold Thái Lan 12 lít và chiếc tủ sấy quần áo đa lăng 3 chức năng Lifestyle gửi về cho 3 vị khách hàng. Đầu tiên là chiếc tủ sấy đa lăng 3 chức năng Lifestyle gửi về cho anh Long Tín, địa chỉ ở Quang Tiến, Vũ Lễ, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Và chiếc tủ sấy quần áo 3 chức năng này khoảng là nhà em bảo hành chính hãng cho anh 12 tháng, lỗi sản xuất đổi trả trong 7 ngày. Hai chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold Thái Lan hàng nhập khẩu nguyên chiếc gửi về cho hai vị khách hàng. Chiếc thứ nhất gửi về cho bác Quang Đạo ở Tiên Kiều, Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên. Và chiếc thứ hai gửi về cho anh khách quen anh Hiển ở thôn 2, Gang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Và hai chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold này thành được bảo hành chính hãng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc 12 tháng, lỗi sản xuất đổi trả trong 7 ngày. Thì như thông lệ, các sản phẩm của bên Thành Được khi xuất nẻ ra thị trường sẽ đều kiểm tra lại tất cả các phụ kiện để tránh việc thiếu linh kiện phụ kiện, và sẽ kiểm tra chức năng, test chức năng của sản phẩm để tránh lỗi. Đầu tiên là hai chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold. Phụ kiện của hai chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold này gồm có hai lồng chiên quay Elok 304, hai khay hướng dầu, tiếp theo là giấy bảo hành chính hãng của Aqua Gold Thái Lan bảo hành 1 năm, sách hướng dẫn sử dụng, một sách nấu ăn, và vì đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc bản quốc tế cho nên sách hướng dẫn sử dụng và sách nấu ăn sẽ là bản tiếng Anh. Tiếp theo là vỉ chiên Elok hay ghim, một tay dụng cụ lấy đồ. Hai ghim này sẽ lắp vào trục quay gà vịt nguyên con, hai cái vỉ Elok sẽ lắp vào 10 thanh trục để quay xiên thịt nướng rau củ quả. Bộ thứ nhất đầy đủ. Chúng ta sẽ kiểm tra bộ số 2, phiếu bảo hành. Sách hướng dẫn sử dụng, sách nấu ăn, vỉ chiên đi lốc, tay dụng cụ lấy đồ, hai vỉ để lắp trục xiên nướng rau thịt củ quả, một chục dùng một lắp hai ghim quay gà vịt nguyên con. Ok, hai bộ đã đầy đủ phụ kiện. Khi phụ kiện đã kiểm tra ok đầy đủ thì Thành Được sẽ test chức năng của lồi. Lồi chiên không dầu Aqua Gold dung tích 12 lít, công suất 1.800W. Có mặt kính, nhìn quan sát bên trong, vỏ bọc Elok, bảng điều khiển điện tử cảm ứng, một chạm, kết hợp sẵn 10 chức năng chiên nấu. Trước đầu tiên, chúng ta sẽ test nhiệt độ. Để chọn nhanh, ta sẽ ấn và giữ. Thời gian
các chức năng pizza, khoai tây, quay gà, vịt, vân vân. Bật đèn. Trục quay đô ti. Khởi động rồi. Lồi chạy khá là êm ái, vỏ inox sáng bóng. Có mặt kính nhìn vào bên trong. Hàng chính hãng ở trên cái vỏ inox này sẽ dập chữ Aqua Gold Thái Lan. Ở phía trong của lòng lồi chiếc thứ nhất. Mai so đối lưu nhỏ. Ok. Để tắt lồi ta sẽ ấn và giữ trong khoảng 5 giây. Đến chiếc thứ hai. Thời gian. Bật đèn, tắt đèn, bật đèn, quay đô ti. Khởi động. Thì trong lòng nồi. Máy so, tất cả mọi thứ ok hoàn hảo. Và khi mọi thứ chức năng ok hoàn hảo thì ngoài tem phía bảo hành của hãng ra, anh Đức sẽ có một tem phiếu bảo hành viết tay dán trực tiếp trên nồi. Và kèm theo một tem phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên, cùng với một tem dán trên nồi để khẳng định uy tín thương hiệu. Thì trong dịp Tết Nguyên Đán này, ngoài phí ship ra thì được sẽ tặng kèm thêm 3 món quà phụ kiện trong dịp Tết này. Và chỉ có những bác nào đặt trong thời gian này mới có thôi. Những ai đặt trước hay đặt sau Tết sẽ không có. Tặng kèm một chai xịt dầu thủy tinh, một cái bát cà nhật SK5, một hộp đũa mạ vàng Kodia. Phí ship toàn quốc. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại, nhận hàng được kiểm tra, bật lên chạy thử, ok với thanh toán. Và nếu như người nhà mình có ai là trong nghề điện tử điện lạnh, cũng là buôn bán, hoặc là hàng xóm đang giềng có ai là thợ sửa chữa, thì có thể nhờ họ kiểm tra thẩm định chất lượng. Thành được hoan hỉ anh em thợ trong nghề kiểm tra thẩm định chất lượng, để tránh việc hàng giả hàng nhái làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu. Tiếp sau chúng ta sẽ kiểm tra chiếc tủ sấy 3 chức năng. Tủ sấy 3 chức năng live sell, vừa sấy, vừa sưởi, vừa là quạt gió. Gửi về cho anh Long Tín ở Bắc Sơn, Lạng Sơn. Phụ kiện đi kèm theo để lắp cái tủ sấy này sẽ gồm có 17 trục thanh inox lớn để lắp thành trục, 4 móc treo, quần áo, 6 thanh nhựa ABS nguyên sinh, hàng dày dặn để lắp trục lên khung, 4 bánh xe để tiện di chuyển tủ áo, 1 bộ khung vải. Và không để thiếu rồi, hàng chính hãng sẽ có một phiếu bảo hành của Lightshell. Và quan trọng nhất của chúng ta chính là bộ máy, cái phần trái tim của tủ sấy. Máy sấy đa chức năng có thể nâng lên hạ xuống 180 độ, công suất 1300W, sấy cực khỏe, chạy êm. Nâng lên hạ xuống 180 độ. Ốp nhựa này có thể tháo rời. Khi sấy quần áo thì chúng ta có cho vào để tránh nước rơi xuống máy. Còn khi làm quạt sưởi, quạt sấy thì chúng ta tháo ra và ngả xuống như cái này, gập xuống cái này làm quạt. Phía sau của máy, máy rất chắc chắn. Bật máy, chức năng quạt này. Gió mát này. Hẹn giờ từ 60 giờ cho đến 240 phút. Cảm ứng điện tử một chạm. Và chế độ sấy nhanh, sấy nóng, sấy quần áo.
sẽ tích hợp với chế độ sưởi ấm. Và cũng như nước trên nồi chiên Aqua, ngoài tem phiếu chính hãng ra để khẳng định uy tín và thương hiệu cùng chất lượng sản phẩm, Thành Đường sẽ có thêm một tem phiếu mực đỏ bảo hành viết tay có ký tên. Và dán trực tiếp trên máy một tem phiếu bảo hành để mọi người có thể liên hệ tư vấn bảo hành. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng kho Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc thiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807 1992a@gmail.com.